Amốt chương 1. Lời của Amốt, người trong bọn chăn ở Thêcôa, là lời đã được soi dẫn cho người về Israel đang đời Ôsia vua Giuđa và đang đời Jeroboam con trai Joash vua Israel 2 năm trước cơn động đất. Người nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ gầm thét từ Si-ôn, Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Jerusalem. Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu, chót núi Cạc-mên sẽ khô héo. Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi cớ tội ác của Đa-mách đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã lấy đồ đập lúa bằng sắt mà đập Ga-la-át. Ta sẽ sai lửa đến trong nhà Hasael, đặng thiêu nuốt đền đài của Ben-hadad. Ta sẽ bẻ gãy then của Đa-mách. Ta sẽ dứt dân cư khỏi trũng Aven và kẻ cầm cây trượng khỏi nhà Eden. Còn dân sự Syri sẽ bị đày qua Kire làm phu tù. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi có tội ác của Gaza đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã đem hết dân sự đi làm phu tù mà nộp cho Ê-đôm. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Gaza, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó. Ta sẽ dứt dân cư khỏi ách đốt và kẻ cầm cây trượng khỏi ách Calon. Ta sẽ trở tay ta nghịch cùng Ê-rôn và phần sót lại của người Philippines sẽ chết. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi cớ tội ác của Tyre đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã nộp hết dân sự cho Ê-đôm, chẳng hề nhớ đến sự giao ước anh em. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Tyre, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó. Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi cớ tội ác của Ê-đôm đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình, bỏ cả lòng thương xót, và cơn giận nó cứ cắn xé không thôi, nuôi sự thịnh nộ đời đời. Ta sẽ sai lửa đến trên Thê-man, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Bốt-ra. Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi có tội ác của con cái Amôn đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã mổ bụng đàn bà đang có thai của Ga-la-át, đặng mở rộng bờ cõi mình. Ta sẽ thắp lửa trong vách thành Rabba, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó giữa tiếng kêu giặc giả trong ngày chiến trận, giữa cơn gió lốc trong ngày bão táp. Vua chúng nó cùng các quan trưởng sẽ đi làm phu tù cùng nhau. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 2. Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi có tội ác của Mô-áp đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì nó đã đốt hài cốt của vua Ê-đôm đặng làm ra vôi. Ta sẽ sai lửa đến trên Mô-áp, nó sẽ thiêu nuốt đền đài của Keriyot. Mô-áp sẽ chết trong sự ồn ào giữa tiếng kêu khi tiếng kèn thổi. Ta sẽ dứt quan xét khỏi giữa nó và giết hết thảy các quan trưởng nó với nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi cớ tội ác của Giu-đa đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va và không vâng theo lệ luật Ngài. Những sự giả dối mà tổ phụ chúng nó đã theo làm lầm lạc chúng nó. Ta sẽ sai lửa đến trên Giu-đa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Jerusalem. Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi cớ tội ác của Israel đến gấp 3 gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã bán người công bình lấy bạc, bán kẻ nghèo lấy một đôi dép. Chúng nó cũng tham cả đến bụi đất trên đầu người nghèo khó và làm cong đường của kẻ nhu mì. Con và cha cùng đến chung một đứa gái, như vậy làm cho ô danh thánh ta. Chúng nó nằm gần mỗi bàn thờ, trên những áo sống đã nhận làm của tin, và uống rượu của kẻ phải phạt trong miếu thần chúng nó. Dù vậy, chính ta đã tuyệt diệt người Amorit trước mặt chúng nó,
là thứ người cao bằng cây bách và mạnh như cây dẻ bột. Ta đã diệt những trái nó ở trên và những rễ nó ở dưới. Ta cũng đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai Cập và dắt các ngươi trong đồng vắng trải 40 năm, hầu cho các ngươi được đất của người Amorit làm sản nghiệp. Ta đã giấy mấy kẻ tiên tri lên trong vòng con trai các ngươi và giấy mấy người Nasire lên trong vòng bọn trai trẻ các ngươi. Đức Giê-hô-va phán, hỡi con cái Israel, chẳng phải vậy sao? Nhưng các ngươi đã cho các người Nasire uống rượu và cấm các kẻ tiên tri rằng, chớ nói tiên tri. Này, ta sẽ chận ép các ngươi trong nơi các ngươi, cũng như cái xe đầy những lúa bó chận ép. Người lẻ làng sẽ không thể trốn được, người mạnh mẽ sẽ không bổ sức cho mình nữa, và người bạo dạn sẽ chẳng cứu được mạng sống mình. Kẻ dương cung sẽ chẳng đứng vững được, kẻ có chân lẹ làng sẽ chẳng lánh khỏi được. Người cưỡi ngựa sẽ không thể cứu mình, và kẻ bạo gan trong những người mạnh mẽ sẽ ở trần mà trốn trong ngày đó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 3. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời này là lời Đức Giê-hô-va phán nghịch cùng các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ hàng mà ta đã đem lên khỏi đất Ai Cập. Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất. Vậy nên, ta sẽ thăm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi. Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? Nếu sư tử không bắt được mồi, thì há có gầm thét trong rừng sao? Sư tử con, nếu không bắt được gì, thì há có làm vang những tiếng kêu từ nơi sâu của hang nó sao? Con chim, nếu chẳng có bẫy gài để bắt nó, thì nó há sa vào trong lưới giăng ra trên đất sao? Bằng chẳng bắt được gì, thì lưới há có giật lên khỏi đất. Kèn thổi trong thành, thì dân sự há chẳng sợ sao? Sự tai vạ há có xảy ra cho một thành kia, nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm. Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Khi sư tử gầm thét thì ai mà chẳng sợ? Khi Chúa Giê-hô-va đã phán dạy thì ai mà chẳng nói tiên tri? Hãy rao truyền ra trong các đền đài ách đốt và trong các đền đài của đất Ai Cập và nói rằng: các ngươi khá nhóm lại trên các núi của Samari, hãy xem nhiều sự rối loạn lớn lao ở đó và những sự bạo ngược giữa nó. Đức Giê-hô-va phán: chúng nó không biết làm sự ngay thẳng. Chúng nó chất chứa của hung dữ và cướp giật ở trong các đền đài mình. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: này, kẻ nghịch sẽ đến vây bọc đất này. Nó cất mất sức mạnh ngươi và những đền đài ngươi sẽ bị cướp phá. Đức Giê-hô-va phán như vậy: như kẻ chăn chiên chỉ gỡ được hai giò hay một tai ra khỏi họng sư tử, thì những con cái Israel là những kẻ ngồi tại Samari nơi góc giường và trên thảm của Đa-mách cũng sẽ được cứu cách như vậy. Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân phán rằng: hãy nghe và làm chứng nghịch cùng nhà Gia-cốp. Đến ngày mà ta sẽ thăm phạt Israel về tội lỗi nó, ta cũng sẽ thăm phạt các bàn thờ của Bê-tên. Những sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất. Bây giờ, ta sẽ đánh nhà mùa đông và nhà mùa hạ. Những nhà bằng ngà voi sẽ bị phá và những nhà lớn sẽ bị hủy diệt. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 4. Hỡi những bò cái của Ba-san hãy nghe. Bay ở trên núi của Samari, hiếp đáp kẻ nghèo nàn, hành hạ kẻ thiếu thốn, nói cùng Chúa chúng nó rằng: hãy đem đến, chúng ta cùng uống. Chúa Giê-hô-va đã dùng sự thánh khiết Ngài mà thề rằng: này, những ngày sẽ đến trên các ngươi, người ta sẽ dùng móc bắt lấy các ngươi. Dân sót lại của các ngươi sẽ bị bắt lấy bởi những lưỡi câu. Các ngươi sẽ đi ra bởi những nơi sức mẻ, mỗi người đi thẳng trước mặt mình, và các ngươi sẽ ném mình vào Ha-môn. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy đi đến Bê-tên và phạm tội, hãy đi đến Ginh-ganh và phạm tội thêm. Mỗi buổi sáng,
hãy đem của lễ mình đến, và cứ ba ngày thì dâng các phần mười của các ngươi. Hãy đốt của lễ thù ân có men, hãy rao ra những của lễ lạc hiến, hãy làm cho thiên hạ biết. Hỡi con cái Israel, vì các ngươi ưa thích điều đó, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Còn như ta đã làm cho răng các ngươi ninh sạch trong mọi thành các ngươi, và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở. Đức Giê-hô-va phán, dầu vậy, các ngươi cũng không trở lại cùng ta. Ta cũng đã không xuống mưa cho các ngươi trong 3 tháng trước mùa gặt. Ta đã mưa trên thành này và không mưa trên thành khác. Ruộng này đã được mưa, còn ruộng kia không được nhường tưới thì khô héo. Dường ấy, người trong 2 hoặc 3 thành đi đến một thành đặng uống nước mà không tìm được cho đỡ khác. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi. Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây olive của các ngươi đã bị sâu keo cắn phá. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã khiến ôn dịch đến trong các ngươi cũng như trong Ai Cập. Ta đã dùng gươm giết chết những kẻ trai trẻ của các ngươi, và những ngựa của các ngươi đã bị đem đi. Ta đã làm cho mùi hôi hám từ trong trại quân các ngươi bay lên lỗ mũi các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã lật đổ giữa các ngươi như Đức Chúa Trời đã lật đổ Sodom và Gomorrah, và các ngươi đã như cái que rút ra khỏi lửa. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi Israel, vậy nên ta sẽ đãi ngươi giường ấy. Hỡi Israel, vì ta sẽ đãi ngươi giường ấy, nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Thật, ấy là Ngài đã làm nên các núi và dựng nên gió. Ấy là Ngài làm cho người ta biết ý tưởng riêng của mình, đổi ban mai ra tối tăm và bước đi trên những chỗ cao trên đất. Danh Ngài là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân. Chương 5. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời này, là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi. Gái đồng trinh của Israel đã ngã xuống sẽ không dậy nữa. Nó đã bị ném bỏ trên đất nó mà không ai đỡ dậy. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Thành nào ra 1000 quân, chỉ còn có 100. Thành nào dấy lên 100 người, chỉ còn có 10 người trong nhà Israel sót lại. Đức Giê-hô-va phán cùng nhà Israel như vậy. Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ sống. Chớ tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ginh-ganh, đừng đi đến Bê-e-sê-ba. Vì Ginh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên một nơi đổ nát. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, thì các ngươi sẽ sống. Bằng chẳng vậy, Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Joseph ở Bê-tên, không ai có thể tắt được. Các ngươi đổ sự ngay thẳng ra ngải cứu và ném sự công bình xuống đất. Hãy tìm đấng đã dựng nên những sao rua và sao cài, đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm thẳm, gọi nước biển và đổ nó ra trên mặt đất. Danh Ngài là Giê-hô-va. Ấy chính Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong, đến nỗi sự hủy hoại đến trên đồn lũy. Chúng nó ghét người trách móc nơi cửa thành và gớm ghiếc kẻ nói ngay thẳng. Vì các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo và đòi họ nộp thuế lúa mì, vậy nên những nhà bằng đá vuông này mà các ngươi đã xây nên, các ngươi sẽ không ở được. Các ngươi đã trồng những vườn nho ngon ngọt nhưng sẽ không uống rượu nó. Vì ta biết tội ác các ngươi nhiều là bao nhiêu, tội lỗi các ngươi lớn là bao nhiêu. Các ngươi là kẻ hiếp đáp người công bình, nhận lấy của hối lộ, ở nơi cửa thành làm cong lẽ thẳng của những kẻ nghèo. Bởi đó cho nên, trong thời như thế người khôn ngoan sẽ làm thinh, vì là thời khốn nạn. Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, hầu cho các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy. Hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành, hãy lập sự công bình nơi cửa thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Joseph.
Vậy nên, Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân phán như vậy. Trong mọi nơi phố chợ, người ta sẽ than khóc. Trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu la rằng, hỡi ôi, hỡi ôi. Người ta sẽ mời kẻ cày ruộng đến thảm sầu và những kẻ giỏi than vang đến kêu khóc. Trong các vườn nho, vang tiếng khóc than vì ta sẽ qua giữa ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va. Các ngươi trông mong ngày của Đức Giê-hô-va làm gì? Ấy là ngày tối tăm, không phải là ngày ánh sáng. Ví như một người tránh khỏi sư tử lại gặp con gấu, hay là như kẻ vào trong nhà dựa tay trên vách bị rắn cắn nhầm. Ngày của Đức Giê-hô-va há chẳng phải tối tăm, không sáng láng và mù mịt, không chói lói hay sao? Ta ghét, ta khinh dễ những kỳ lễ của các ngươi. Ta không đẹp lòng vào những hội trọng thể của các ngươi đâu. Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta sẽ không nhận lấy. Ta chẳng đói xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi. Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta. Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi. Ta hãy làm cho sự chính trực chảy xuống như nước và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn. Hỡi nhà Israel, các ngươi há chẳng từng dâng hy sinh và của lễ chay cho ta trong 40 năm nơi đồng vắng sao? Trái lại, các ngươi đã khiêng nhà tạm của vua mình, khám của thần tượng mình và ngôi sao của thần các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình. Vậy nên, ta sẽ làm cho các ngươi bị đày qua làm phu tù bên kia Đa Mách. Đức Giê-hô-va phán vậy, danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân. Chương 6. Khốn thay cho những kẻ ăn ở nể trong Si-ôn và cho những kẻ tưởng mình an ổn trên núi Sa-ma-ri. Khốn thay cho những kẻ sang trọng của các nước làm đầu, là những kẻ mà nhà Israel về cùng. Vậy, hãy qua Ca-ne và hãy xem. Hãy đi từ đó đến thành Ha-mát lớn, đoạn xuống thành gác của người Philistin. Những thành ấy há tốt hơn những nước này sao? Bờ cõi chúng nó há lớn hơn bờ cõi các ngươi sao? Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra và làm cho ngôi bạo ngược gần lại. Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà và duỗi dài trên ghế dài mình. Ăn những chiên con chọn ra trong bầy và những bò con mập trong chuồng. Thật, các ngươi hát bài bậy bạ họa theo đàn cầm, bày vẽ ra những đồ nhạc khí cho mình như vua David. Các ngươi uống rượu trong những chén lớn, dùng dầu rất quý sức cho thơm mình, mà không lo đến tai nạn của Joseph. Vậy nên, chúng nó sẽ bị bắt làm phu tù đầu nhất trong những kẻ bị bắt, và bây giờ sẽ dứt tiếng reo vui của những kẻ buông tuồng ấy. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán rằng, Chúa Giê-hô-va đã chỉ mình mà thề rằng, ta gớm ghét sự kiêu ngạo của Gia-cốp và ghét cung đền nó. Vậy nên, ta sẽ phó thành này cùng những vật chứa ở trong. Nếu trong một nhà còn lại 10 người, thì chúng nó cũng sẽ chết hết. Một người bà con gần là kẻ phải đốt xác chết, sẽ cất người lên để đem xương ra khỏi nhà. Người ấy sẽ hỏi kẻ ở nhà trong rằng, còn có ai ở với ngươi không? Kẻ ấy đáp rằng không có ai hết. Bây giờ người bà con nói rằng, hãy im đi, chớ nói đến danh Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va truyền lệnh, này, nhà lớn sẽ bị ngã xuống mà đổ nát, nhà nhỏ sẽ bị tan ra từng mảnh. Người ta há cho ngựa chạy trên vần đá sao? Người ta há đem bò cày tại đó. Nhưng các ngươi đã đổi sự chính trực làm cay đắng và đổi trái công bình ra ngải cứu. Các ngươi ưa thích sự hư không và nói rằng, há chẳng phải nhờ sức mạnh chúng ta mà chúng ta đã được sừng sao? Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán, này hỡi nhà Israel, ta sẽ dấy lên một nước nghịch cùng các ngươi, nó sẽ hà hiếp các ngươi, từ lối vào Hamat cho đến khe Araba. Chương 7. Này là điều mà Chúa Giê-hô-va khiến ta xem thấy. Này, Ngài làm nên những cào cào trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại.
ấy là cỏ mọc lại sau các kỳ cắt cỏ của vua. Khi cào cào đã cắn nuốt cỏ trong đất rồi, ta nói rằng, hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy tha thứ. Gia-cốp há có thể đứng được sao, vì nó là nhỏ. Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc này. Đức Giê-hô-va phán rằng, điều đó sẽ không xảy ra đâu. Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy như sau này. Này, Chúa Giê-hô-va khiến lấy lửa mà chống trả. Lửa ấy thiêu nuốt vực lớn, đoạn hầu ăn nuốt đất. Bây giờ ta nói rằng, hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy thôi đi. Gia-cốp há có thể đứng được sao? Vì nó là nhỏ. Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc này. Chúa Giê-hô-va phán rằng, điều đó cũng sẽ không xảy đến. Ngài bèn cho ta xem thế như sau này. Này, Chúa đứng trên một bức tường thẳng nảy mực, và tay Ngài cầm một dây chuẩn mực. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, A-mốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng, một dây chuẩn mực. Chúa bèn phán, này, ta sẽ đặt dây chuẩn mực giữa dân Israel ta sẽ không còn đi qua nó nữa. Các nơi cao của Isaac sẽ bị hoang vu, các nơi thánh của Israel sẽ bị hủy phá, và ta sẽ dấy lên dùng gươm đánh nhà Jeroboam. Bây giờ Amasia, thầy tế lễ của Bê-tên, khiến nói cùng Jeroboam là vua Israel rằng, A-mốt tập lập nghịch cùng vua ở giữa nhà Israel, đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó. Thật vậy, này A-mốt nói rằng, Jeroboam sẽ chết bởi gươm và Israel chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình. Amasia nói cùng A-mốt rằng, hỡi kẻ tiên kiến, khá đi khỏi đây, hãy trốn trong đất Giu-đa, tại đó ăn bánh và nói tiên tri. Nhưng chớ cứ nói tiên tri tại Bê-tên nữa, vì ấy là một nơi thánh của vua, và ấy là nhà vua. A-mốt trả lời cho Amasia rằng, ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải con đấng tiên tri, nhưng ta là một kẻ chăn, sửa soạn những cây vả rừng. Đức Giê-hô-va đã bắt lấy ta từ sau bầy, và Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy đi nói tiên tri cho dân Israel ta. Vả, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Ngươi nói rằng, chớ nói tiên tri nghịch cùng Israel và đừng nhỏ lời xuống nghịch cùng nhà Isaac. Cho nên Đức Giê-hô-va phán như vậy, vợ ngươi sẽ buông dâm trong thành, con trai và con gái ngươi sẽ ngã bởi gươm, đất ngươi sẽ bị chia bởi dây, còn ngươi, ngươi sẽ chết trong một đất ô uế, và Israel chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình. Chương 8. Này là điều mà Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy. Này, có một giỏ trái mùa hạ. Bây giờ Ngài phán rằng, A-mốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng, một giỏ trái mùa hạ. Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng, sự cuối cùng đã đến trên dân Israel ta sẽ không vượt qua nó nữa. Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền sẽ là tiếng khóc than. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sẽ có nhiều xác chết mà người ta làm thinh quăng ra mọi nơi. Các ngươi là người nuốt những kẻ nghèo nàn, làm hao mòn những kẻ khốn cùng trong đất. Hãy nghe điều này. Các ngươi nói rằng, khi nào trăng mới sẽ qua cho chúng ta có thể bán lúa miếng, và ngày sa bát qua đặng chúng ta mở kho lúa mì, mà bớt ê pha, thêm nặng siết lơ, và dùng cân dối giả đặng phỉnh gạt, đặng chúng ta lấy bạc mua kẻ khốn nạn, lấy một đôi dép mua kẻ nghèo nàn, và bán cho đến lép lừng của lúa mì. Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà phán lời thề này, ta chắc sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng nó. Đất há chẳng rúng động về việc đó, hết thảy dân cư nó há chẳng than khóc sao? Trọn cả đất sẽ dậy lên như sông cái, nó sẽ lung lay và luống xuống như sông của Egypto vậy. Chúa Giê-hô-va phán, sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến mặt trời lặn đi trong lúc giữa trưa và khiến đất tối tăm trong giữa ban ngày. Ta sẽ đổi ngày lễ các ngươi ra sầu thảm, và hết thảy bài ca tụng các ngươi ra ca thương.
ta sẽ thắt bao gai trên mọi lưng và làm cho mọi đầu đều sói. Ta sẽ đặt đất này trong sự sầu thảm như là mất con trai một, và sự cuối cùng nó sẽ như ngày đắng cay. Chúa Giê-hô-va phán, này, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bây giờ, chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được. Trong ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát. Hết thảy những kẻ chỉ tội lỗi của Samari mà thề rằng, hỡi Đan, thật như thần ngươi sống, thật như đường của Bê-e-sê-ba sống. Hết thảy những kẻ ấy sẽ ngã xuống và không dậy được nữa. Chương 9. Ta thấy Chúa đứng gần bàn thờ và phán rằng, hãy đánh các đầu cột, hầu cho những ngạch cửa bị rúng động. Hãy đập bể ra trên đầu hết thảy chúng nó. Kẻ nào sót lại trong chúng nó thì ta sẽ giết bằng gươm. Không một người nào trốn được, không một người nào lánh khỏi. Dầu chúng nó đào đến âm phủ, tay ta cũng sẽ móc chúng nó ra. Dầu chúng nó trèo lên trên trời, ta cũng sẽ làm cho chúng nó từ đó xuống. Dầu chúng nó ẩn mình nơi chót núi Cạc Mên, ta cũng sẽ đi tìm đặng kéo chúng nó ra. Dầu chúng nó lánh khuất mắt ta nơi đáy biển, ta cũng sẽ sai rắn cắn chúng nó tại đó. Ví bằng chúng nó đi làm phu tù trước mặt kẻ thù nghịch mình, ở đó ta cũng sẽ sai gươm giết chúng nó đi. Thật, ta để mắt trên chúng nó đặng làm họa cho, chẳng phải để làm phước cho. Vì Chúa, Đức Giê-hô-va vạn quân, là đấng rờ đến đất thì đất liền tan chảy, hết thảy dân cư nó khóc than. Trọn cả đất dậy lên như sông cái và luống xuống như sông của Ê-díp-tô. Chúa đã xây dựng cung đền Ngài trong các tầng trời và lập vòng khung Ngài trên đất. Ngài kêu gọi nước biển và đổ ra trên mặt đất. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có phán, hỡi con cái Israel, ta há chẳng coi các ngươi như con cái của Ethiopia sao? Ta há chẳng từng đem Israel ra khỏi đất Ê-díp-tô, người Philippines khỏi Cáp-tô và người Syri khỏi Ki-rơ hay sao? Này, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên nước có tội này, và ta sẽ hủy phá nó khỏi mặt đất. Nhưng ta sẽ không diệt sạch nhà Gia-cốp, Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì này, ta sẽ truyền lệnh và sẽ rải tan nhà Israel ra giữa mọi dân, như lúa mì bị rải tan trong cái sàn mà không có một hột nào rơi xuống đất. Phải, phàm những kẻ có tội trong dân ta, phàm những kẻ nói rằng hoạn nạn sẽ không gần chúng ta, cũng không kịp đến chúng ta, thì chúng nó sẽ chết bởi gươm. Trong ngày đó, ta sẽ dựng lại nhà tạm của David là nhà đã đổ và tu bổ lại những chỗ rách nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày xưa, đến nỗi chúng nó sẽ thâu được những dân sót của Edom và hết thảy các nước được xưng bởi danh ta. Đức Giê-hô-va là đấng làm trọn mọi điều ấy phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, này, những ngày đến, kẻ cày sẽ theo kịp kẻ gặt, kẻ đạp nho theo kịp kẻ gieo giống. Các núi sẽ nhỏ rượu ngọt ra và mọi đồi sẽ tan chảy. Ta sẽ đem phu tù của dân Israel ta trở về. Chúng nó sẽ lập lại các thành bị phá và ở đó. Chúng nó sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó, sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó. Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.